Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu cài tóc cho bé với họa tiết trái dâu như thế này ha. Phía sau thì mình có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với vòng đầu. Đây là phần thân ha, đây là mặt trong nè, và đây là mặt ngoài. Có các cái trái dâu ở phía ngoài như thế này. Thì để làm mẫu cài tóc này mình sử dụng len miêu cô tông cuộn 125g và kim móc 3.0mm. Thì các bạn có thể so cho mình đầu kim với sợi len nếu không có mẫu kim này ha. Đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1/2 nè. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài điều chỉnh nè. Thì ở mẫu này phía trước các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm một cái họa tiết khác cho cái mẫu cài tóc của mình nó thêm xinh xắn hơn ha. Ở đây mình không trang trí. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài rộng hơn vòng đầu của bé từ 1 cho đến 2 cm ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 70 mũi móc xích. Khi gặp đôi lại thì ta sẽ có một cái độ rộng như thế này. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 70 và móc vào đó một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự, một mũi kép đơn. Và từ đây sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng nè. Thì ta sẽ có được cái phần thân của cài tóc như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng. Một mũi kép đơn nè, chân kế bên một mũi kép đơn, chân kế tiếp một mũi kép đơn và tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc được 70 mũi kép đơn cho 70 mũi móc xích đầu tiên rồi, thì ở các cái chân móc cuối cùng này nè, khi các bạn móc các cái chân móc cuối cùng, giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc, thì khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Để cho cái đầu dây này nó giống như cái đầu dây mà mình móc ban đầu ở đây nè, thì từ đây ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng á, móc vào đó một mũi dời ha. Đây nè, đây là cái chân của mũi kép đơn cuối cùng, móc vào một mũi dời. Sau đó lên một xích. Kéo và cắt len. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho cái phần cài tóc của mình nè, và tạo ra được một cái vòng tròn rộng hơn vòng đầu của bé 1 đến 2 cm ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu xanh lá vào. Từ đây cũng tạo cho mình một nút ở cái đầu dây của màu xanh lá nè, tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái nút này và đâm kim vào một chân đầu của cái sợi dây đầu tiên mà mình tạo ở đây nè. Đây là cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc này ha. Đâm kim vào đó, sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Khi có được 2 mũi móc xích rồi thì ta sẽ bỏ qua 2 chân kế bên nè, 2 chân kế bên, đây chân thứ nhất và chân thứ hai. Bỏ qua 2 chân này và đâm kim vào cái chân thứ ba, móc cho mình vào đó một mũi nửa kép. Đây, bỏ qua 2 chân và móc vào chân thứ ba ha. Một mũi nửa kép nè. Khi có được mũi nửa kép đầu tiên rồi thì móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó cũng đâm kim vào chân ta vừa móc mũi nửa kép. Đâm kim vào đó móc một mũi nửa kép nữa.
Như vậy là cái chân móc này mình sẽ có hai mũi nữa kép và cách nhau là hai mũi xích ha. Tiếp tục móc cho mình cái cụm này ở chân thứ ba, giống cái cụm này nè, thì mình cũng bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi nữa kép, sau đó lên hai xích và tiếp tục một mũi nữa kép nữa vào chân móc đó. Ta cũng được cái cụm thứ hai nè, nó tương tự giống cụm thứ nhất ha. Móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối hàng, cũng bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba nè, một mũi nữa kép, lên hai mũi xích và một mũi nữa kép thứ hai vào cùng một chân, tương tự cho đến cuối hàng ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng các cái cụm mũi nửa kép như thế này thì đến cuối hàng á, nhiều trường hợp nó sẽ dư một hoặc hai hoặc là ba mũi móc ha, thì các bạn cứ bỏ qua cho mình các cái mũi đó và đâm kim vào chân cuối cùng, móc vào đó một mũi nửa kép nè, thì cái điểm này nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy ha. Được mũi nửa kép vào chân cuối cùng rồi thì móc lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ tạo cái bề ngang cho cái đầu dây này. Thì chân móc đầu tiên ta móc là cái chân móc của cái mũi nửa kép này nè. Đây là chân móc của mũi nửa kép, móc vào một mũi móc đơn. Và lưu ý khi móc có thể giấu cho mình luôn sợi len thừa ha. Móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của cái mũi kép đơn phía dưới, móc vào đó hai mũi ha. Hai mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai nè. Được hai mũi vào cùng chân này rồi thì chân kế tiếp sẽ là cái chân ta móc mũi kép đơn cuối cùng ở đây, cũng đâm kim vào cái chân đó và móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân ha. Đây, móc vào cái chân móc cuối cùng nè, móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái đường ngang cho cái đầu dây bên này. Từ đây móc lên một mũi móc xích, móc lên cho mình một mũi móc xích và mình móc cái phần còn lại nè. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, bên này mình bỏ qua một chân móc thì ở đầu dây còn lại các bạn cũng bỏ qua một chân móc và đâm kim vào chân thứ hai, móc cho mình một cụm ha. Hoặc là cũng có thể dựa vào cái chân đối diện thẳng hàng với cái cụm mà mình móc bên kia á, thì đây sẽ là chân đối diện, móc vào cho mình một cái cụm gồm một mũi nửa kép nè, sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng một chân. Ta cũng có được cái cụm đầu tiên cho cái hàng móc này ha. Nó cũng thẳng hàng với cái cụm đối diện nè. Thì tiếp tục các bạn cứ móc tương tự cho đến cuối hàng. Có thể canh chỉnh cho mình thẳng hàng với cái cụm đối diện hoặc là bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba cũng được ha. Canh vào chân đối diện nè. Hoặc là bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba. Một mũi nửa kép, lên hai xích, tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng chân móc. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha, bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba nè, tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì cuối hàng cũng tương tự nè, ta sẽ móc vào chân cuối cùng một mũi nửa kép để kết thúc. Bây giờ mình sẽ tạo cái đường ngang ở bên còn lại, cũng móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép cuối cùng mà mình móc là cái chân móc này ha, đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến chân móc kế tiếp và móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Một nè. Móc đơn thứ hai. Chân kế bên cũng vậy, cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi móc xích thứ hai ở hai mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên của phần màu xanh. Thì đây là hai mũi móc xích đầu nè. Móc vào chân móc thứ hai đó một mũi móc đơn, sau đó gây nên một xích, kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu để tạo cái trái dâu ha. Tạo cho mình một nút ở cái sợi dây mà mình tạo trái dâu nè, thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút, kéo sợi len dài để thành một nút ha. Khi đã có được cái nút đầu tiên cho cái sợi dây màu hồng rồi thì ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc màu xanh ở bên này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc cũng được, hoặc là cái khoảng trống sát cái cụm mũi nửa kép này nè, đâm kim vào đó, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc
Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân tay vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn. Khi đã có được mũi móc đơn đầu tiên rồi thì gây nên một xích. Di chuyển kim đến cái khoảng trống nằm chính giữa của hai mũi nửa kép ở đây nè. Một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép và ở giữa là hai mũi xích á, thì ta sẽ có cái khoảng trống này. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một cái quả dâu ở đây. Thì cái quả dâu của mình sẽ như sau ha. Ta sẽ lấy len, sau đó đâm kim vào cái khoảng trống này. Kéo len. Trên kim của mình lúc này có 3 mũi nè, kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất ha. Tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai vào khoảng trống. Kéo len. Kéo qua hai chân trên kim. Ta được mũi thứ hai. Lấy len, đâm kim vào khoảng trống. Kéo len. Kéo qua hai chân trên kim. Ta được mũi thứ ba nè. Làm tương tự như vậy cho mình 7 lần liên tiếp ha. Lấy len, đâm kim vào khoảng trống, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Được mũi thứ tư nè. Mũi thứ năm. Đâm kim lần thứ năm, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ sáu. Đâm kim, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Và lần thứ bảy, lấy len, đâm kim, kéo len và kéo qua hai chân trên kim. Khi đã móc được 7 lần liên tiếp vào cái khoảng trống đó thì ta sẽ có được 8 mũi ở trên cái kim như thế này nè. 8 mũi. Thì từ đây các bạn sẽ tiến hành kéo len qua hết 8 mũi ở trên kim. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Di chuyển kim cho mình đến cái khoảng nằm chính giữa của hai cái cụm nè. Đây, đây là cụm thứ nhất ha. Cụm thứ hai thì cái khoảng mà ta móc sẽ là cái khoảng chính giữa này nè. Tương tự cái điểm này cũng là khoảng chính giữa nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa đó một mũi móc đơn ha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Hoàn tất được quả dâu đầu tiên rồi dùng tay ấn nhẹ cho cái quả dâu của mình nó nổi lên. Thì mình sẽ hoàn tất được cái quả dâu đầu tiên nè. Để tiếp tục móc quả dâu thứ hai thì lên một xích. Sau đó tương tự đâm kim vào cái khoảng trống của hai mũi nửa kép này và móc vào đó một trái dâu tương tự. Tức là mình cũng lấy len 7 lần liên tiếp và đâm kim 7 lần liên tiếp vào khoảng trống ha. Mỗi lần lấy len thì sẽ kéo len qua hai chân trên kim nè. Lần thứ hai nè. Lấy len, đâm kim lần thứ ba, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim lần thứ tư qua hai chân. Lấy len lần thứ năm. Lần thứ sáu. Qua hai chân. Và lấy len lần thứ bảy. Kéo qua hai chân trên kim. Sau đó kéo len qua hết 8 chân móc ở trên kim như thế này. Kéo qua hết 8 chân. Từ đây lên 2 mũi xích. Đâm kim vào cái chân móc nằm ở chính giữa hoặc là cái khoảng trống luôn ha. Nằm chính giữa của hai cụm, móc vào một mũi móc đơn nè. Lên một xích. Dùng tay ấn nhẹ để quả dâu của mình nó phồng lên thì mình sẽ hoàn tất được quả dâu thứ hai ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cũng tạo cho mình 7 lần liên tiếp vào cái khoảng trống chính giữa của hai mũi nửa kép nha. Đâm kim 7 lần liên tiếp nè. Một mũi móc đơn vào đây, vài quả dâu vào đây ha, móc đơn vào đây. Móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi mình đã tạo được cái hàng móc đầu tiên, hàng móc quả dâu đầu tiên rồi thì đến cái cụm cuối cùng ở đây nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này, móc vào một mũi móc đơn. Và tiếp tục cái chân móc mình bắt đầu của cái cạnh ngang bên này nè. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó lên một xích. Và tiếp tục một mũi móc đơn vào cái chân móc đó nữa. Tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc đầu tiên nè. Cách nhau là một xích. Được cái góc như thế này rồi thì các chân còn lại mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha, cho đến cuối hàng.
chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Thì nó tương tự giống như cái đầu còn lại á. Thì ở đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một xích ở chân cuối cùng và cũng đâm kim vào chân đó móc thêm một mũi móc đơn nữa. Ta tạo ra được góc vuông thứ hai. Khoảng trống này móc một mũi móc đơn. Lên một xích. Di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp và móc tương tự cho mình các cái quả dâu như thế này. Cũng đâm kim vào cái khoảng trống này 7 lần liên tiếp. Lấy len đâm kim nè. Ta sẽ làm 7 lần liên tiếp như vậy ha. Có được 8 mũi trên kim thì kéo qua hết 8 mũi trên kim. Móc lên 2 mũi xích. Đâm kim vào khoảng trống giữa hai cụm, móc vào một mũi móc đơn. Lên một xích. Và móc tương tự đến cuối hàng. Và đây là điểm mà ta may nút ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì cuối hàng cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái cạnh còn lại ở đây nè. Móc vào đó một mũi móc đơn. Để mình kết thúc cái hàng móc này. Sau đó đây là cái đầu dây còn lại thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống để mình cài nút. Thì khoảng trống đó sẽ được tạo ở chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng của hai cái mũi mà có cùng chân móc nè. Đây. Thì mình cũng sử dụng mũi móc đơn để móc ha. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là chân thứ hai của hai mũi cùng chân này và cái chân thứ nhất của hai mũi cùng chân còn lại. Các bạn sẽ tạo cho mình một khoảng trống ở đây. Thì đâm kim vào chân thứ hai của mũi cùng chân đầu tiên nè. Sau đó từ đây gây nên 3 xích. 1, 2, 3. Thì cái độ rộng này nó sẽ tùy vào cái kích cỡ của nút mà các bạn sử dụng ha. Ta có thể gây nên nhiều hơn hoặc là ít hơn 3 mũi này. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn nè. Thì mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để cài nút như thế này. Còn lại một chân móc thì cũng móc vào chân đó một mũi móc đơn. Móc vào chân móc của cái mũi móc đơn đầu tiên mà ta tạo của cái phần màu hồng này nè. Móc vào đó một mũi dời. Để mình kết thúc vòng màu hồng ha. Sau đó lên một xích. Kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau. Và khi đã giấu được sợi len thừa, ta sẽ có một cái khoảng trống để mình may nút như thế này. Ở đầu dây còn lại các bạn sẽ may cho mình một hạt nút vào cái đầu dây còn lại ha. Cái khoảng trống mà mình chừa ra như thế này nè. Đây. Sau đó sẽ dùng khoảng trống mà mình tạo để cài nút vào. Và để canh chỉnh cho độ rộng của cài tóc mình á, các bạn sẽ khâu cái phần nút này nó xịt vào bên trong thì mình có thể canh chỉnh được độ rộng của cài tóc ha. Phía trước của cài tóc thì có thể trang trí cho mình thêm một họa tiết nhỏ cho cái mẫu cài tóc của mình nó thêm xinh xắn hơn và có thể đổi màu để phù hợp với sản phẩm ha. Chúc các bạn thành công!